em đẹp quá lấy cu ơi. Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Đi giờ chỗ này. Hả? Bây giờ đi sâu. Bây giờ anh với em đi một vòng quanh cái bể bơi đi rồi mình sẽ nhảy vô mình tắm nha. Đi. Đi một vòng khởi động cho nó nóng người lên. Đi nha. Đi sâu. Giỏi. Khu nhà mình rất rộng đó anh em à. Nó có một cái bể vậy luôn nè. Đó, mình sắm riêng một cái bể cho su. Đó, để nhiều lúc mà trời nóng như thế này á, mình dẫn su ra cho su chơi. Hello anh em nha. Ok, xin chào mừng tất cả anh em quay lại với một cái video tiếp theo của mình bữa sau. Anh em thấy cái gì không? Hôm nay á là đầu tôi lên xù hẳn một cái bể bơi siêu to siêu khổng lồ luôn. Đó. Để xíu nữa là bây giờ mình sẽ gắt xe ô tô ra rồi bắt đầu là chuẩn bị hết tất cả đồ nghề để chơi nha. Ok. Bây giờ là bắt đầu đang bị gọi là chuẩn bị hậu trường này. Đó. Lót cái này để cho nó khỏi bị lụt cái phao. Đó. Bỏ cái vô. Được chưa? Đó, anh em thấy chưa? Quá chi là đẹp luôn. Ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ đi rót nước, lấy nước. Đó. Đây anh em chuẩn bị đây. Đó, giờ là mình sẽ bơm đầy cái này vô. Đó, rồi sau rồi cho su vô chơi nữa. Giờ đây nghe cả nhà biết cái này là cái gì không? Cái này là cái giường tắm nắng của su đây. Đây là nằm su tắm nắng thì nghe. Đó. Trời ơi, làm đi nè. Trời ơi, giờ sướng nha. Đầy đủ hết luôn rồi. Cái này là cái này á là xốp nè. Đó mình sẽ đổ vô đây. Mình chết nhiều nước quá. Chô. Đó, sơ thôi. Đó. Đó, nói chung là sơ xốp đi thôi. Đó để tắm. Đó, học chưa? Cả nhà có thấy không bây giờ? Khởi động đã. Để khởi động đã. Rồi. Đó anh em thấy chưa, đã chuẩn bị hết đầy đủ rồi nè. Đó, một cái gọi là hậu trường đầy đủ á, một cái bể bơi đầy đủ nè. Đó bây giờ thôi khởi động chứ. Hả? Con nó khởi động thì dẫn em đi đi. Từ từ. Ở đây là nó có nhiều em chó quá. Cô đứng im nè. Đó, đứng xuống. Đó, xuống đứng xuống, xuống đứng im xong. Quanh cái bể bơi đi rồi mình sẽ nhảy vô mình tắm nha. Đi. Đi một vòng khởi động cho nó nóng người lên. Đi nha. Đi xuống. Giỏi. Đi đây. Từ từ đã. Rồi đi đây. Chào trời ơi. Đây khởi động. Đó. Thì ok, bắt đầu rồi. Nóng người rồi. Được chưa? Rồi bây giờ. Rồi sau cho su đứng lên su khoe dáng bộ đồ bikini của mẹ mới thiết kế mang cho su thử cho mọi người xem. Bộ đó. Này có đẹp hơn bộ bikini bữa trước không? Rồi đứng lên xem. Rồi sẽ bỏ cho đây. Mang lại kịp cho su nè. Đó. Rồi su đứng thẳng lên nha. Đẹp chưa? Đi ra đây, dạ ra rồi, đây. Rồi su đi dạ một vòng.
Chị xây anh nè. Cả nhà ơi, chim ngưỡng bộ đồ của bikini của Su đây. Bộ 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 đẹp thiệt chứ, bộ đẹp hơn bộ trước luôn mẹ. Đó, người mẫu. Người mẫu. Rồi đi đi cái này, đi cái này. Sâu ơi. Trời ơi, trời đẹp gái chưa? Rồi, đi 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 từ từ anh, đi từ từ anh. Đây. Su đang khởi động. Đây Su. Su khỏi dây của tụi con. Đi, rồi, đây. Đây, mọi người thấy không? Thấy Su sắc xinh không? Để cho chú tới Su chơi với bạn không một tí. Đó, thấy bạn đó, thấy bạn tới nè. Để cho Su chơi với bạn. Thôi, em nó sợ. Rồi, xong rồi giờ chơi trở lại bể bơi đây nè cả nhà. Rồi, nói chung là bây giờ là để vô bể bơi để chơi luôn nha. Tôi đi với anh này, Tôi đi vô bể bơi với anh. Thế nào? Đấy. Đó, bây giờ mình sẽ thử cái bể bơi mới mua nha. Đây. Thôi được rồi, đứng lại rồi, xuống ngồi đây đi. Đây là chiếc giường tắm nắng của Su nè. Đó, chiếc giường tắm nắng đó được thiết kế bởi mẹ mình đó. Đó, cả nhà thấy không? Su này Su sexy thích cỡ tận mặt luôn. Rồi. Đó. Đây. Đây. Anh để anh làm mẫu trước cho em nha. Để làm mẫu trước cho em nha. Đây. Thời gian đúng hả? Trời ơi. Rồi, thử đây. Trời lên đây rồi. Đây, chị lên đây nè, chị lên đây cho chị cho chị ngồi trên đây nè. Ngồi xuống. Khởi động, sau khi khởi động để khỏi bị chuột rút xong rồi là Su bắt đầu vô bơi này cả nhà. Rồi, Su ngồi xuống nha. Thử Su phản ứng với cái hồ bơi như này như thế nào. Mà cái này để nhiều sớt quá rồi. Rồi, vô vô 1 2 3. Con ẩm vô để làm cách theo con. Hả? Ẩm vô để làm cách theo. Thử coi. Cái này nhiều sớt quá. Kệ con, kệ. Đẹp mẹ. Để Su xuống được coi. Rồi, 1 2 3. Trời biết bơi. Mất xuống bơi luôn chứ. Mà xuống mà đã bơi rồi là cả nhà ơi, nhìn dễ thấy hơn chưa? biết là xuống nước nên ra bơi trước. Chưa xuống mà. Vậy nên giờ là bả xuống bơi luôn. Bơi như cái con cặp tèo. Chưa xuống nước mà. Cái gì vậy? À, xuống nào. Rồi nhảy luôn 1 2 3. Chưa rồi, con thả cho Su bơi thoải mái, nóng quá nè. Đó, thì Su đứng ở đây, Su đứng im nha. Đó, thì đại nha anh em, bây giờ là nói chung là đầy đủ các hết luôn rồi. Đó, tiếc nè. Đó, anh em thấy chưa? Một cái bể bơi gọi là ở hành tráng ở nhà mình nè, đó. Su ơi. Rồi, để gửi kịp ra. Rồi, gửi kịp ra cho Su nè. Đó. Hành tráng chưa? Rồi Su đi ra, ta thử để Su bơi nha. Lấy shop mà. Bơi đây. Bỏ đây, bỏ Su bơi. Bơi nha, Su bơi nè. Su bơi đây. Đó, chú chạy giỏi chưa? Biết bơi luôn nè. Giỏi. Rồi Su đứng này. Đứng đây đi. Đứng này đi. Rồi Su đứng nhìn nó nha. Chú chạy. Đó. Bơi ba nằm bơi đi, bả thẻ em ra, cho em bơi thoải mái luôn. Nằm em ra. Thấy chưa cả nhà, thấy không? Su này dễ thương chưa? Mọi người thấy chưa? Ở nhà mình là nó có một cái bể bơi như thế này nè. Su ơi, Su ơi, Su bơi với anh không Su? Hôm nay đây mà anh nóng quá, Su thích xuống nước thích quá trời luôn. Ở mình thì nói chung là thời tiết nó khá là nóng. Đó. Rồi hai anh em chơi coi như bơi. Bơi đây. Trong tiết. Bơi trong tiết luôn nè cả nhà. Hết luôn rồi. Từ đã. Mẹ ơi, con nuốt sớm rồi. Con coi 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 nha, sốc vô là tay em nghe. Không sao, lấy ra. Rồi rồi, con đừng cho ngập vào đầu em. À, đừng ngập đầu, em lấy thôi. Ngập chơi thôi nha. Vô sốc vô là tay em á. Không sao đâu. Đó. Chô, kè sướng nha Su. Sướng nha. Đi bơi đây, bơi đây bạn. Bơi đây. Chô. Đây là tập bơi nè. Đó, tập bơi cho Su đó. Đây, rồi. Giỏi ghê á. Con đừng cho sốt vô là tay em. Tay em chỉ cái ngâm chân thôi. Thì nói chung là hôm nay là cái bộ đồ của Su nè, khá là đẹp. Đó, Su ngồi đây. Thì rồi. Đó thì bây giờ thôi cứ ngâm mình vậy thôi. Cứ ngâm mình là tận hưởng. Tận hưởng cuộc sống. Đó. Ôi trời. Đó, ở nhà mình ở dưới khu nhà mình nó rộng lắm anh em à. Nó có cái bể vậy luôn nè. Đó, mình sắm riêng một cái bể cho Su. À, để nhiều lúc mà trời nóng như thế này á là dẫn Su ra cho Su chơi. Đây Su tắm.
Đó, cho Sù đứng đó, Sù đứng ở đây, Sù đứng ở đây, mà Sù đứng ở đây, Sù đứng đó nha, đó, Sù đứng ở đây nha, nha. Vậy để cho em ngâm nước cho nó mát. Nói chung là ngâm nước một xíu. Đừng cho ướt các bạn. À, ngâm nước một xíu. Đó, để anh lấy ra bớt ra nha, anh lấy bớt ra. Coi nước coi ra chứ. Đó thì ngâm đây là nói chung là một cái bể gọi là bể tuyết đặt ở núi Thụy Sĩ về. Đó, anh em thấy không? Đây không phải là sốt đâu nha, đây là tuyết đó. Tuyết mà đặt ở Thụy Sĩ về đó. Ôi trời ơi. Hả? À, được chưa? Sướng không? Rồi cho đây Su dạng một vòng coi thử sau khi vô trong bể bơi rồi bộ đồ bikini của Su nó như thế nào. Cái này chưa? Giờ thôi. Bây giờ là chín hết tiếng rồi. Rồi. Đi xuống rồi. Trời ơi. Rồi để nó xuống đây dễ thương quá. Rồi. Trời ơi. Lại đi. Rồi đứng lên coi. Đứng lên coi. Đứng lên đẩm nè. Trời ơi, ở đây. Cả nhà coi sau khi mà tắm rồi ra coi nè, coi như là người mẫu xu đây. Đi xuống. Đây. Anh về. Đây. Anh ẩm vô nha. Tắm tối nha. Tắm tối. Về chứ. Xu ơi. Được rồi. Là để em rảy rồi, em rảy tiếp hết đi. Rảy hết rồi. Đó. Ok. Đó nha anh em, sau khi mà chỗ chơi xong hết rồi. Bây giờ đi đánh vô. Nghe một cái hậu trường rồi luôn nè. Đó. Thì giờ phải tắm cho nó hết cái đây. Xu đâu. Đây giờ mẹ lau cho sâu được đó, mẹ tắm xong rồi giờ mẹ lau cho sâu. Đứng đây này. Nước dập đâu. Đó anh em thấy không? Bây giờ là nói chung là giờ phải rửa hết người chứ không là sốt không à. Lau cho nhé. Anh em thấy giờ hậu trường anh em thấy chưa? Trời giờ lắm vô, phá cho lắm vô là bây giờ coi như là dọn con sâu đó. Đó, được chưa? Mát chưa? Vô mẹ sấy nha. Đó, vô thôi vô. Bây giờ mẹ sấy cho sâu nha. Đó. Vô sấy cho sâu đi. Em đẹp quá lấy cu ơi. Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Rồi.